Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Võ Thuật Mã Thanh Thịnh. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh của mình nhé. Và nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy nhấn nút chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Mình đang đặt mục tiêu đạt 10.000 người đăng ký cho hôm nay và rất cần sự ủng hộ từ các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký nha. Ở video hôm trước, mình đã giới thiệu cho các bạn về bộ sơn trong võ cổ truyền Việt Nam. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bộ trưởng. Bộ trưởng trong võ cổ truyền Việt Nam bao gồm Thôi trưởng, Đảo trưởng, Bạc trưởng, Đăng trưởng, Giáng trưởng, Hạ trưởng và Hoành trưởng. Bây giờ các bạn cùng mình tập nhé. Chúng ta sẽ thực hiện mỗi động tác 10 lần. Chuẩn bị, nghiêm, lập tấn, trung bình tấn. Động tác số 1, thôi trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lập tấn. Thôi. Đó là động tác thôi trưởng. Động tác tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là đảo trưởng. Đảo trưởng chúng ta sẽ đánh bằng lòng bàn tay, đánh từ ngoài vào ngay giữa mặt. Chúng ta sẽ thực hiện 10 lần. Chuẩn bị. Lập tấn. Trung bình tấn. Đảo trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, lập tấn. Đó là động tác đảo trưởng. Động tác tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là bạc trưởng. Bạc trưởng chúng ta sẽ đánh bằng lưng bằng tay, đánh từ trong đánh ra. Chúng ta nhớ giữ tay mình cong, đừng thẳng quá nha, giữ tay cong lại. Động tác này chúng ta cũng thực hiện 10 lần. Các bạn chú ý. Lập tấn. Trung bình tấn. Bạc trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, lập tấn. Đó là bạc trưởng. Động tác tiếp theo, động tác số 4 là đăng trưởng. Đăng trưởng chúng ta sẽ đánh bằng ức bàn tay, đánh từ dưới hướng lên ngang cầm hoặc là chính thủy, tùy mục tiêu các bạn đánh, nhưng mà ở video hôm nay mình sẽ đánh ngang cầm nhé các bạn. Chúng ta cũng thực hiện 10 lần. Chuẩn bị. Lập tấn. Trung bình tấn. Đăng trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lập tấn. Đó là đăng trưởng. Các bạn chú ý ở cái những bộ trưởng này, các bạn chú ý cho mình một cái lỗi hay sai, đó là các bạn khép kín ngón tay lại cho mình nha, đừng để hở tay như thế này. Đấy là khép kín lại. Nè, chú ý nha. Tiếp theo là giáng trưởng. Giáng trưởng, xin lỗi các bạn, giáng trưởng. Mình sẽ đánh bằng lưng bằng tay, đánh từ phía trên đánh xuống nha, đánh từ trên xuống. Gọi là giáng trưởng, giáng trưởng. Lập tấn. Trung bình tấn. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 Thạch Tấn. Thôi, đó là gián trưởng. Động tác tiếp theo đó là hạ trưởng. Hạ trưởng đánh cũng từ trên xuống như gián trưởng, nhưng mà mình sẽ đánh bằng ức bằng tay. Ức bằng tay là phần này nè các bạn, phần đây nè nha. Rồi, chú ý, chúng ta cũng thực hiện 10 lần. Chuẩn bị. Nghiêm. Lập Tấn. Trung Bình Tấn. Hạ trưởng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Thôi, Lập Tấn. Nghiêm. Các bạn thực hiện cho mình 10 lần nha. Nhớ là khi đánh, tay đánh đâu, mắt nhìn đó, mình luyện nhãn pháp luôn nha các bạn. Động tác cuối cùng đó là hoành trưởng. Hoành. Sau này các bạn nghe những cái động tác nào mà có chữ hoành thì có nghĩa là mình sẽ phải xoay người. Ví dụ như trong bài lão hổ là hoành thân thoái tọa, thì mình sẽ xoay người về và nhảy về sau tọa nha. Các bạn chú ý, thường thường trong mỗi quá trình mình á, nó sẽ có những cái câu thiệu, sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua, đó là những động tác nào mình có chữ hoành thường thường sẽ là xoay người nha các bạn. Các bạn chú ý. Tiếp theo động tác cuối cùng là hoành trưởng. Lập Tấn. Động tác này mình xin phép được xoay ngang nha các bạn, đánh cho các bạn dễ nhìn. Trung Bình Tấn. Hoành trưởng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Nghiêm. Chào. Đó là tất cả bộ trưởng trong buổi tập ngày hôm nay. Ở phần sau của video mình sẽ đổi hướng và tập lại những động tác trưởng để cho các bạn dễ theo dõi nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đổi hướng để cho các bạn cùng tập theo cho dễ nha. Bây giờ mình sẽ xoay. Mình sẽ tập lại tất cả động tác trưởng trong ngày hôm nay. Nghỉ. Nghiêm. Lập Tấn. Trung Bình Tấn. Thôi trưởng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Thôi. Tiếp theo là đảo trưởng. Là chú ý. Lập Tấn. Trung Bình Tấn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tấn. Sau khi chúng ta thực hiện động tác đảo trưởng xong rồi thì tiếp theo sẽ là bạc trưởng. Chúng ta cùng thực hiện 10 lần. Chú ý. Lập Tấn. Trung Bình Tấn. Bạc trưởng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Lập Tấn. Tiếp theo sẽ là động tác. Động tác gì? Đăng trưởng. Đúng vậy, đăng trưởng. Chín nó. Tiếp tục.
Quý Kim Lập Tử Trung Bình Tử. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giáng trưởng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi là tử. Đó, đăng trưởng và giáng trưởng. Các bạn sẽ phải sắp xếp như vậy cho dễ hết nhớn này. À, đảo, có nghĩa là mình đánh từ ngoài vô thì mình sẽ đi với bạc. Bạc trưởng là đánh từ trong ra. À, là bạc tai đó, bạc tai đó. À, bạc trưởng nha. Đăng thì sẽ đi với giáng. À, có lên thì sẽ có xuống. Và tiếp theo sẽ là hạ trưởng và hoành trưởng nha. Bạn chú ý. Lập Tử, Trung Bình Tử, hạ trưởng. 1 2 3 4. Nhớ chuyển đến. 5. Mắt nhìn theo tay. 6 7 8 9 10. Thôi hoành trưởng. 1. Mình đứng yên một chỗ mình đánh nha. 2. Cho bạn dễ nhìn. 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi. Và đó là tất cả nội dung của buổi tập ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình nha. Bye bye.